Tối ngày 29 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Cường, sinh năm 1997, Bùi Thúy Vi, sinh năm 1993, Nguyễn Đình Trúc Phương, sinh năm 1984, Lê Thanh Tâm, Phạm Văn Học, sinh năm 1988, về tội tàn trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tháng 10 năm 2023, Công an quận Tân Phú phát hiện đường dây tàn trữ, mua bán do Cường cùng đồng bọn thực hiện. Ngày 18 và ngày 19 tháng 10, Công an bắt quả tang Vi, Học, Phương về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, Công an xác định Cường quen biết với T, chưa rõ lai lịch, từ năm 2021. Tháng 9 năm 2023, T liên hệ, đề nghị Cường nhận, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam để bán lại cho các đối tượng trong nước. Mỗi kg ma túy bán được, Cường được hưởng lợi 5 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy, Cường đem cất giấu ở nhà tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tiếp đó sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy cho khách khi có chỉ đạo của T. Riêng Vi, Phương, Tâm đã có hành vi mua ma túy của Cường để bán lại. Qua khám xét, Công an thu giữ hơn 35 kg ma túy các loại và nhiều vật dụng, tài liệu khác có liên quan. Đáng chú ý, khi khám xét chỗ ở của Vi tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, Công an đã phát hiện Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1988, là người yêu của Vi, đang tàn trữ một khẩu súng dạng K-54 và 8 viên đạn.